Chuyên nhà nông xin kính chào bà con. Khi mà chúng ta bắt đầu nuôi con trồn hương đó, thì chúng ta nên làm chuồng bằng sắt, bằng inox hay là bằng cây. Thì hôm nay video này xin chia sẻ với bà con đang chuẩn bị bước vào nuôi con trồn hương để chúng ta biết cái cách để chúng ta làm chuồng nào là tốt nhất. Thì thường ở vùng nông thôn ấy, thì chúng ta sẽ tận dụng được rất nhiều các cái loại vật liệu để gỗ, tre đó, để chúng ta làm con trồn hương. Như vậy thì cái chi phí mà chúng ta làm chuồng nuôi ấy, nó sẽ được tiết kiệm đi rất là nhiều. Tuy nhiên thì dù là vật liệu bằng tre, gỗ hay là bằng sắt hoặc là bằng inox thì nó sẽ có những cái ưu điểm và những cái nhược điểm. Thì hôm nay video này Tuấn xin phân tích và chia sẻ với bà con về những cái ưu điểm cũng như là về cái khuyết điểm của từng loại vật liệu để chúng ta cùng tham khảo. Thì đối với lại cái vật liệu mà như tre này, gỗ đấy, thì ở vùng nông thôn thì chúng ta rất là nhiều, chúng ta có thể tận dụng được, là chúng ta sẽ tiết kiệm được cái chi phí để chúng ta làm chuồng. Cái chuồng bằng tre hay là bằng gỗ nó có những cái ưu điểm, ví dụ như là thời tiết mà nó lạnh ấy, thì gỗ và tre nó cũng sẽ giữ được nhiệt độ để cho con trồn hương nó nằm nó ấm hơn. Đó. Thế còn cái nữa, ưu điểm nữa đó là cái chi phí nó cũng rẻ, bởi vì là tre gỗ thì chúng ta có thể là tận dụng cũng như là kiếm được cũng rất là tiện sẵn có, đúng không ạ? Thì đối với chuồng gỗ á, nó còn một cái ưu điểm nữa đó là cái giảm đi được tiếng ồn, ví dụ như là những cái vách ngăn giữa ô này và ô bên kia chúng ta có thể là sử dụng bằng gỗ hay tre. Nên chúng ta làm vách ngăn như vậy thì nó sẽ giảm đi được tiếng ồn. Điều này thì rất là quan trọng khi mà chúng ta nuôi con trồn hương mà nó đang chuẩn bị nó mang bầu hoặc là nó đẻ rồi đó, nó đang nuôi con đó, thì cái này rất là quan trọng. Nếu như mà tiếng ồn nhiều quá, như là làm bằng vách ngăn bằng tôn này, bằng sắt đó, hoặc là bằng lưới chẳng hạn, thì nó sẽ không đảm bảo được là giữa vách ngăn con này và con kia. Như vậy thì trong quá trình mà chúng ta nuôi ấy, ví dụ như là bằng lưới chẳng hạn, thì cái đuôi của con trồn hoặc là cái bàn chân bàn tay nó lú sang bên cái ngăn bên cạnh thì dễ bị cái con trồn bên cạnh nó cắn đứt đuôi hoặc là đứt bàn tay bàn chân. Đặc biệt là cái ngăn chúng ta có con trồn baby thì là rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng nền giống cũng như là nằm giống của con trồn hương đó. Thì vách gỗ hoặc là bằng tre như vậy, nếu mà chúng ta làm kín thì nó sẽ ngăn được giữa con này và con kia, nó sẽ không bị có những cái khe hở, và cái nữa là nó cũng không có tiếng ồn. Tuy nhiên thì nó có cái một cái nhược điểm đó là nếu như chúng ta làm vách ngăn bằng gỗ này hoặc là bằng sàn bằng gỗ tre này, thì khi mà nó ăn uống á, nó sẽ rớt cái thức ăn thừa hoặc là nó ngấm lên trên sàn gỗ sàn tre như vậy ấy, hoặc là nó đái ỉa, thì lâu ngày ấy, là nó sẽ gây những hiện tượng ẩm mốc đó. Thì lại là gây bệnh lên trên con trồn hương đó, thì lại không tốt. Hoặc là khi mà ví dụ con trồn hương nó bị bệnh đó, thì rõ ràng là chúng ta thấy là những cái khe gỗ, khe giáp với cái thành ấy, thì cái virus nó có thể là nó lưu trú ở đó, mà chúng ta trong quá trình vệ sinh khử khuẩn chuồng trại đối với những cái con bị bệnh ấy, thì nó sẽ rất là khó để mà chúng ta làm sạch khuẩn ở cái ô chuồng con trùng bệnh được đó. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng bằng lửa chúng ta hơ này, hay là chúng ta sử dụng các cái loại hóa chất chúng ta xịt rửa thì nó cũng còn bám dính ở cái khe đó, thì chúng ta không xịt rửa được. Như vậy thì nó còn lưu giữ lại cái mầm mống bệnh. Thế còn đối với chuồng mà chúng ta làm bằng sắt này hoặc inox á,
thì nó cũng sẽ có nhiều cái ưu điểm và cũng có những cái khuyết điểm. Cái ưu điểm ở đây ấy, thì có nghĩa là làm bằng sắt ấy, thì nhìn nó mang cái tính thẩm mỹ hơn, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa đó thì cũng có thể là nó sẽ nhẹ hơn khi mà chúng ta làm bằng gỗ. Cái tính cơ động của cái chuồng bằng sắt hoặc bằng inox. Thế nhưng mà nó có một cái nhược điểm, đó là khi mà chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta thiết kế chuồng trại mà bằng những cái sắt mỏng quá này thì nó hay có những tiếng ồn. Ví dụ ban đêm chẳng hạn, cái đuôi con trồn hương chúng ta thấy là gì, ban đêm thì nó thức, đúng không? Và đặc biệt là những cái con trồn mà nó lên giống ban đêm, nó trao qua trao lại, trao qua trao lại như này, thì cái đuôi của nó đập vào cái thành chuồng như vậy, nó sẽ tạo tiếng ồn. Thì như vậy thì nếu như con trồn kế bên mà chúng ta, đó là con trồn đang mang bầu hay là còn còn đang nuôi con ấy, thì dễ bị stress đấy, do những tiếng ồn như vậy đó. Cho nên là chúng ta thấy là gì, nó dễ phát ra những cái tiếng động, tiếng âm thanh đó. Tuy nhiên thì nó cũng có cái ưu điểm nữa mà chúng ta nãy tôi cũng chưa kể đến, đó là cái việc mà vệ sinh chuồng trại nó cũng dễ dễ hơn. Đặc biệt là khi mà con trồn nó bị bệnh ấy, chúng ta muốn sát khuẩn chuồng trại ấy, thì nó rất là dễ. Chúng ta có thể sử dụng nước xà bông đặc, chúng ta tưới lên trên sàn chuồng. Như vậy thì nó cũng không có ảnh hưởng đến cái reset của cái sàn chuồng. Hoặc là chúng ta có thể là sử dụng các cái vật liệu khác, chúng ta đốt chuồng đó, sát khuẩn bằng cách đốt chuồng. Như vậy thì cái tính hiệu quả nó rất là cao. Khi chúng ta hơ nóng lên ấy, thì cái sắt đó nó sẽ nóng và nó làm chết cái virus vi khuẩn đó. Hoặc là khi mà chúng ta có thể là di chuyển đến những chỗ khác hay là đem ra ngoài phơi nắng ấy, thì vật liệu bằng sắt bằng inox ấy, nó sẽ nhẹ hơn đó, tính cơ động hơn. Thế còn có một cái nhược điểm nữa, đó là chúng ta thấy là gì, ngoài tiếng ồn ra thì cái độ bền của cái sắt ấy, nó còn tùy thuộc vào cái độ dày mỏng đó và cái tính năng mà chúng ta sử dụng. Ví dụ như là khi mà chúng ta sử dụng mà chúng ta hay sát khuẩn bằng các cái loại chất tẩy rửa này hay là có tính axit ấy, thì nó sẽ làm bào mòn cái sắt, chuồng sắt của chúng ta nhanh hơn. Như vậy thì cái độ bền ấy, nó sẽ không được lâu. Đặc biệt là cái sàn chuồng mà chúng ta sử dụng sắt ấy, thì cái nước đáy này rồi cái phân của con trồn hương lâu ngày hoặc là thức ăn nó cũng làm reset cái sắt ở sàn chuồng đó. Cho nên là chúng ta thấy là tốt nhất ấy, thì ở dưới sàn chuồng ấy, chúng ta có thể là hàn những cái cây ngang ấy, là bằng sắt loại dày đó, hoặc là chúng ta sử dụng cái chất liệu inox như là lưới sàn bằng inox này. Rồi những cái đòn đỡ ở dưới sàn á thì bằng inox. Như vậy thì nó sẽ độ bền nó cao hơn, đúng không ạ? Và mang cái tính thẩm mỹ hơn. Thì đối với chuồng inox á thì nó có cái ưu điểm là nó nhẹ, tính thẩm mỹ và tính cơ động. Đó. Tuy nhiên thì cái chuồng bằng inox á nó có một cái nhược điểm cũng như chuồng sắt, đó là tiếng ồn. Cái thứ hai nữa đó là cái chi phí nó cao, chi phí chúng ta làm bằng chuồng inox nó cao hơn rất nhiều so với cái bằng gỗ tre, đúng không ạ? Và sắt nữa. Tuy nhiên thì làm chuồng bằng inox ấy, thì nó có cái ưu điểm nữa, đó là cái độ bền nó cao hơn đó. Và tất nhiên rồi, khi mà sử dụng vật liệu nào cũng vậy nữa, bền hay không nó cũng còn tùy thuộc vào cái khả năng sử dụng của chúng ta, đúng không ạ? Đó thì đó là Tuấn xin phân tích cho bà con mới đang chuẩn bị chúng ta làm chuồng trại ấy. Chúng ta biết để chúng ta tùy theo cái điều kiện về kinh tế cũng như là những cái loại vật liệu nào chúng ta sẵn có tiện dụng, thì chúng ta có thể là tham khảo để chúng ta làm cái chuồng làm sao cho nó ưng ý theo đúng công năng của mình và nó tiết kiệm được cái chi phí chúng ta đầu tư ban đầu. Bởi vì khi mà đầu tư chuồng trại cũng như là con giống chuồn hương ban đầu thì cái chi phí nó rất là cao.
cho nên là chúng ta điều kiện chúng ta như thế nào thì chúng ta có thể là áp dụng những cái biện pháp đầu tư làm sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả nhất. Thì cái video này xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại bà con trong các cái video sau nhé.